vừa rồi là một đoạn game mà tôi đã chơi, và nó chính là game Mighty Morphin Power Ranger The Fighting Edition. Đây là một game trên hệ game Super Nintendo. Và ở Việt Nam của chúng ta ngày xưa á, những năm 90 á, là chơi những cái máy Super Nintendo với đầu độc U4. Đầu độc U4 tức là đầu đĩa vuông đó các bạn. Ở thời điểm đó chúng ta chơi toàn là chơi hack kiểu đó thôi ha, đĩa vuông, đĩa mềm á. Đút vào cái đầu đó, nó sẽ load, sao chép thông tin rồi lấy cái đĩa ra và chơi. Nhưng đó chỉ là hình thức do các bên thứ ba người ta làm thôi. Còn gốc của nó đó chính là cái băng như thế này nè các bạn. Băng gốc ha, là như vậy. Nó cũng giống như là băng của cái máy Nintendo vậy đó, nhưng mà cái dung lượng nó sẽ nhiều hơn ha. Và tại sao tôi lại chiếu lại cái đoạn game đó cho các bạn xem và nói về cái cuốn băng này cũng như cái hệ máy này? Vì hôm nay đây chúng ta sẽ làm quen, tìm hiểu về một mẫu sản phẩm. Như các bạn thấy, cái hình của nó rất là gợi nhớ, rất là liên tưởng ha. Như cái hình ở trên cuốn băng nè, cũng Super Nintendo nè ha, The Fighting Edition Mighty Morphin Power Ranger nè. Nó là gì vậy các bạn? Đó chính là Boss Up. Và Boss Up là gì? Lại là một câu hỏi nữa. Boss Up là một kiểu như, tôi nói theo cái cách mà chúng ta hiểu đơn giản á, là tranh dựng, giống như là những cái tấm thiệp thiệp Noel này nọ đó. Chúng ta mở tấm thiệp ra, nó sẽ dựng hình ảnh lên này nọ, cái kiểu là 3 chiều 3D. Thì Boss Up nó là như vậy các bạn ha. Và mẫu sản phẩm này với cái ngoại hình, nó cố gắng tái hiện lại như một cuốn băng của game Super Nintendo. Và khi mà chúng ta mở nó ra, nó sẽ dựng lại cái màn đánh game hồi nãy mà tôi đã chích dẫn cho các bạn xem. Thú vị ha. Và đây không phải là một mẫu sản phẩm đến từ Bandai hay đến từ một cái thương hiệu nổi tiếng nào, mà đây chính là ý tưởng của tôi đưa ra và tôi nhờ bạn của tôi thực hiện. Bạn của tôi là một người chuyên làm mấy cái này. Và chúng ta nhìn qua mặt sau nhé. Logo kỷ niệm 30 năm Power Ranger 1993-2023. Và sở dĩ mà tôi có ý tưởng làm cái này đó là vì Bandai giới thiệu về mỗi sản phẩm Shokugan Modeling Project Dynano, tức là Thunder Megazord ha. Chính vì có một sản phẩm này tôi mới nảy sinh ra cái pop up này các bạn ha, Super Nintendo. Và đây là cái logo của kênh tôi. Còn đây là logo của bạn tôi, The Boss. Và handmade in Việt Nam, làm bằng tay ở Việt Nam. Và trên mỗi một mẫu sản phẩm á, nó sẽ có đánh dấu. Đây các bạn, sẽ có tối đa là 30 mẫu sản phẩm đối với cái này. Và do tôi là người đưa ra ý tưởng, tôi làm này nọ các kiểu, bạn tôi làm chứ ha, làm theo cái ý tưởng của tôi, cho nên tôi sẽ được ưu tiên với một sản phẩm là 01. Mẫu sản phẩm này được bạn tôi báo giá công rồi vật liệu, nguyên vật liệu này nọ đó là 850.000 các bạn nhé. Rồi, không dông dài nữa, bây giờ chúng ta sẽ mở ra để xem nó là như thế nào. Thì để mở ra, chúng ta sẽ phải hạ cái này xuống. Mở cái này lên nè các bạn. Mở lên như vậy nè. Đó, mở ra. Và các bạn lưu ý ha, khi chúng ta mở ra như vậy nè, thì cái phần nắp này nè, chúng ta có thể đẩy nó vào như vậy là nó sẽ chuẩn ha. Đó, chuẩn đúng hướng dẫn sử dụng. Còn khi muốn đóng cái phần nắp lại thì phải nâng cái phần này lên như vậy nè các bạn. Nâng nó lên như vậy nè, rồi đẩy nắp ha. Chứ cái trục của cái mẫu sản phẩm này là trục đôi, cho nên nếu như chúng ta để cái miếng này nằm ở trong cái khuôn á, nằm trong cái khuôn như vậy nè, thì đẩy lại nó sẽ hư mẫu sản phẩm đó các bạn. Cho nên lưu ý chỗ đó hen. Đó là cái sự lưu ý á. Nếu mà không làm theo hướng dẫn á thì nó sẽ bị hư. Rồi thì sẵn thì tôi sẽ giới thiệu luôn ha. Ở đây nè, nó sẽ có hai cái hộc để chúng ta có thể để bất kỳ một mẫu sản phẩm nào vào đây. Chẳng hạn như chúng ta có thể để Thunder Megazord SMB vào đây và Lightning Collection LoZ vào đây, hai khay ha, có thể để. Còn không thì đóng nắp lại. Còn đây, đây là bảng tên ha. Các bạn thấy bảng tên y chang game luôn. Và ở cái phần bảng tên này, nó sẽ có nam châm.
ở ngay cái chỗ này nè các bạn. Để tôi hạ ống kính xuống để các bạn thấy rõ ha. Những chỗ tương ứng ở đây nè, nó cũng sẽ có 500. Và khi chúng ta để cái bảng tên vào, nó sẽ kết dính lại. Việc còn lại là làm gì? Đâu phải khơi khơi tôi làm ra một sản phẩm này đâu các bạn. Đó chính là chúng ta để SMB Thunder Megazord và Lightning Collection Lozet vào, tái hiện lại cái cảnh chơi game đó các bạn. Rất là tuyệt vời ha. Nếu như các bạn sinh ra vào những năm 2000 trở về sau thì chắc là các bạn sẽ không biết game này đâu, và các bạn sẽ không có sự liên kết về game này. Còn những đứa trẻ như tôi đó, là thế hệ 7X nè, 8X nè, hoặc là 9X nè, thì sẽ biết đến game này. Vì game này ngày xưa nó cũng được biết đến rất là nhiều các bạn ha. Rất là liên tưởng, rất là gợi nhớ phải không các bạn? Ngày xưa chúng ta chơi game trên cái tivi thùng, như các bạn thấy đầu clip á, nó chỉ là 2D thôi. Còn bây giờ, mẫu sản phẩm này của chúng ta được tái dựng lại, nó dàn trải ra thành kiểu 3D như thế này. Nhìn vào cảm thấy nó rất là hứng thú ha. Không phải là tôi khoe khoang, mà tôi cảm nhận được rằng á, cái ý tưởng của tôi khá là hay ho. Nhưng cái ý tưởng hay ho đến cỡ nào mà không có người thực hiện á, thì cũng là bằng thừa thôi. Và cũng may là tôi có một người bạn cũng rất là giỏi giang trong việc phát triển những cái mẫu sản phẩm pop-up này. Và clip chỉ là như vậy thôi, chứ chẳng có gì để mà nói nữa các bạn ha. Các bạn có ý kiến gì về mẫu sản phẩm này thì hãy comment chia sẻ ở bên dưới nhé. Clip đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Bye bye.